Trời ơi, gì anh em ơi? Hả? Đậu xanh á. Quý cũng thằng đồ gian thôi. Gì trời? Nên ở nhà Quý một chút. Oh no. Đậu xanh mới ngỏ quạt tới nhà kiếm rồi. Quý ở Quý, Quý. Mở mở. Mở mở mở. Mấy kia nó qua nó kiếm mày kìa. Hả? Ai đó bà? Mấy thằng đá banh hôm bữa kìa cha. Vậy? Nó lợi tới nhà luôn rồi. Rồi sao vậy? Quý Thanh. Làm gì vậy? Ui. Hả? Mấy thằng hôm bữa chặn đường mày nay vô tới nhà kiếm luôn kìa. Mấy hàng chặn đường này em bởi với Minh Thành nè. Rồi rồi rồi, cứu đi. Vậy? Thì kêu nó tạo phòng đi. Tạo phòng làm gì cha? Vô bắn như làm gì? Mày bớt điên đi, nó chém với nó không có bắn. Tao làm gì? Tao giỡn mày làm gì nó la sùm cho ngoài kìa. Mày đi ra ngoài coi đi. Kêu chú Nguồn đi, kêu chú Nguồn đi. Kêu chú Nguồn gì? Chú Nguồn ơi, giải cứu con. Mày lẹ đi, trời 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 trời. Mấy nó bắn. Nữa, tao giỡn mày làm cái gì? Đậu xanh tao đang nằm la làng không sửng vậy kìa. Đi ra coi đi. Nữa. Này cho anh. Mày ra đi mày biết. Cho cái đậu xanh á. Cho anh xịn. Cho anh cái đầu mày. Đó, đó, đó. Đó. Nó lại tới nhà kiếm luôn rồi. Rồi mày làm gì á? Sống ra ngoài nói chuyện với tao không nổi. Nó kìa. Đi ra nè. Trời ơi nó chửi nó không sụm ngoài kìa. Đi. Sao quá. Làm gì á? Để coi coi nó nói cái gì đi ra ngoài coi. Đi. Đi, tự nhiên bữa nay qua tới nhà trời là sao sao? Chứ hôm bữa chưa xóa clip cái gì á. Trốn đi. Trốn gì nó lại tới nhà luôn mà trốn đâu nữa. Đi ra ngoài coi nó nói gì. Đó. Đi ra ngoài coi nó nói gì. Ủa, tự nhiên kiếm tao tao có làm gì đâu mày kiếm. Ủa thì mày đăng clip cái. Ủa mày đó. Mày quay mày. Mày bớt mày ấy đi. Thôi 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 khỏi đi. Đi nè ra ngoài. Mày quay mày đi. Tao gì? Thằng nó quay. Ừ. Tao không biết tao làm mà lộn. Từ từ đợi em chút anh ơi. Quay đi hả? Nó đặng sợ đúng không? Mày quay dở lắm thấy không quay ra. Làm gì động nó nguy hiểm. Thôi đi, có gì lỡ bị quýnh rồi sao? Anh đu. Có gì không mà? Không là quýnh mày rồi chứ sợ mày còn căng rồi đúng không? Không có con mày của thằng này đâu. Sao hôm nay cái đầu đi nhà vậy? Kiếm hoàng mấy bữa nay đó. Tao hỏi ta đó. Rồi rồi kiếm em có gì không chạy? Mày đăng clip chơi. Hả? Đăng clip chơi thôi chứ có đâu hả? Ra đi qua đi tận nhà luôn này, rủ tụi mày ra đá banh nè. Mày đá không vậy? Còn đang đá xấu còn đá gì? Anh đá xấu mình tao đá. Đá đá ngoài, đá đá ngoài. Chắc không? Chắc. Đá ngoài xong rồi xóa clip nha. Thắng thì xóa clip. Không xóa đá, thua luôn. Thua để clip nữa nha. Ừ. Ok. Người sao chơi? Người đi. Mà không có chơi xấu nha. Rồi. Chơi xấu ra tụi mày đá đầu luôn. Rồi. Mày làm gì với tao không được. Đứng cho mày đứng luôn. Rồi chơi. Rồi vậy đi. Rồi ok rồi, luôn. Đá, đá, đá đi. Rồi cái nam nha. Đây mày. Ok. Hôm nay mình chưa có ngự rồi sao đá. Có nhiều cò cưỡng không sao đá. Chắc bữa nay nó có kêu người kêu thú dữ nè. Đây coi nội ra ngoài nó. Mình ai đâu mà đá. Đây mình ngoài ra ngoài nó đè nó chơi mình nó dụ quá ba ơi. Nó dụ quá. Ổn mà. Hôm nay đi ít người ơi. Không sao chứ không sao. Rồi. Đang quay. Không được đâu. Không ổn đâu. Có bốn thằng cõng con gì đá thì kệ đi chứ nó kiếm mà cái tự nhiên có hôm nay nó vô nó kêu có bốn thằng rồi đá cái gì để tao điện để tao kêu mấy kia mà đá tiếp ai kêu thép đi kêu mình lé rồi ừ ừ kêu đi Quý Thanh sẽ mềm mình nha Quý Thanh bình thường thôi mấy thằng ngu hả nắm trong lòng bàn tay giỡn lé bữa nay biết đá dài không dài nữa vô không nào chứ đá bữa bị quýnh cái gì bữa nay bị quýnh nữa tao nói thiệt chứ không nói giỡn nhưng mà hôm nay nó đá kèo bắt xó clip phải thắng á thắng nó mới thắng nó trời không ơi, có cái đó dễ rồi dễ đúng không nhưng mà mày thắng này ra ngoài mày cục cái chân trời ơi mày sao thua được mày cục cái chân đó mày ngon mày thử cái đi vậy cha. Mày thắng rồi mày cục cái chân đó mày thua mày còn đường về nhưng mà phải xó clip thôi xó clip đi bơi chứ ghê quá xó clip mà thôi lỡ đá đi chơi luôn phải không ừ anh ok em nha ừ ok chị có mấy cầu với cha gì vậy trời Quý Thanh qua bắt tay đi qua bắt tay đi bữa nay có phút nhân với anh em nữa lâu quá trời không gặp ha
Dạo này nhìn cũng đẹp trai dữ ta. Ngày hôm nay chắc đi gặp giò quá, tao không có bảo lãnh vụ này đâu nha. Rồi thì bây giờ là bắt đầu cái trận đấu này nha anh em ơi. Đó thì tụi tôi gom không có đủ người anh em mà, tại vì tụi nó qua đột sức quá nên là tụi tôi gom nói chung là bốn anh em Free Fire ra, nói chung là đá banh anh em ơi. Ra nói chung là đụng mấy anh này nó đá thì thôi đi anh em. Trời ơi nó đá tụi tôi như là con luôn anh em ơi. Hình như là tôi thua gần một chục trái anh em à, tôi cũng chả biết sao luôn, nó xúc là vô anh em. Nói chung là bên tôi là không có hủ môn. Ê, nó cay quá cái chưởng luôn. Đó, thì tôi thua là tôi phải xóa clip nha anh em. Còn anh em nào muốn tôi đi đá giải lại thì anh em like cái video này đạt được 10k like nha anh em. Đó, thì tôi sẽ nói chung là rủ anh em đi đá giải và quay clip cho anh em xem nha. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Kéo xuống giúp tôi nút like đi anh em ơi và một nút đăng ký nha anh em. Thì hôm ngày tụi tôi ở nhà tụi tôi bắn Free Fire không à anh em ơi, không có đi đá banh anh em à. Đó không biết dạo này nói chung là bóng đá phủi như thế nào rồi anh em, có anh em nào biết anh em nào kể cho tôi đi anh em ơi. Thì cái tụi này nó đá dữ lắm anh em, nó trong U Cần Thơ ra anh em mà hôm nay không biết làm sao mà nó quen biết. Nói chung là nó rủ U Cần Thơ ra đá với tôi luôn anh em. Trời ơi anh em thấy chưa, nó đá là tàn canh xương gió lại luôn nha anh em ơi. Cái hàng nhỏ nhỏ đen này đá cũng ok đó nha anh em. Đó không biết là 2k mấy nữa. Đó thì nói chung là bên tôi là không có hủ môn luôn mà anh em. Tụi tôi nói chung là khi dễ tem bạn và cái kết anh em mà nó hành tụi tôi như là con vậy anh em. Trời ơi, cái thằng hủ môn bên kia nó chụp tôi nói thiệt chứ anh em hả, nó chụp mà tới nỗi là không làm được cái gì luôn anh em à, làm kiểu gì nó cũng chụp được hết trơn anh em. Xúc tàn canh xuống lại nó cũng chụp được luôn. Đó thì xúc không vô cái tem bạn phản công cái là tem bạn xúc vô luôn anh em. Cây quái thì chắc lần này là tôi bịp nó, tôi sẽ không xóa video nha anh em ơi, tại vì tụi này đậu sách đó anh em thấy chưa, hủ môn nó chụp kinh lắm anh em ơi, xúc cỡ nào cũng không vô luôn nha. Đó chắc là lần này tôi bịp nó anh em ơi, chắc lần sau nó vô nó kiếm tôi, nó kiếm tôi quá anh em, chắc là tàn canh xương gió lạnh luôn quá anh em ơi. Đó thì anh em nhớ giúp cái video này đạt được 10k like nha anh em, thì tôi sẽ đi đá giải cho anh em coi nha. Và lâu quá rồi không có đi đá giải anh em à. Đó nói chung là con hủ môn cũng khá là ok nhưng mà nó hơi tù chút xíu nha anh em ơi. Đó nói chung là xúc là vô nha anh em. Đậu xanh hôm nay đem không có đủ người anh em ơi. Nó bị tụi này nó hành quá trời hành luôn anh em, cay quải cái trưởng luôn. Thì pha này thằng Phú Lùm mà nó còn xúc không vô nữa thì thôi anh em ơi, tôi cũng lại luôn. Đó thì đây là vị trí của Quý Hanh, chuyền cho Phúc Nhân chuyền cho Quý Hanh. Rồi và gửi lại được nhục nhã một xíu rồi nha anh em ơi. Đó nhưng mà không sao, vườn cái là bình lén nó chụp được luôn anh em à. Đó rồi bây giờ rồi xong anh em ơi, vô cái chân có hàng quỷ dịch này, hàng quỷ dịch này nó xúc dữ lắm anh em ơi, và hên quá xúc nhưng mà không qua được, không qua được bình lé anh em ơi. Rồi bây giờ đây là dân Phú Lùng, nó bắt cái chớn đá cho anh khung vô luôn. Á tụi này hôm nay nó đá cái gì á anh em ơi, nó không có động lực nó đá hay là nó sợ tụi này nó đá không có được cái gì anh em. Trời ơi hôm nay tôi nó vô nhà đậu xanh tôi nó rủ đá kèo, nói chung là xóa clip luôn. Cái này mà tôi mà không xóa clip chắc là thôi tàn canh xương gió lạnh luôn anh em ơi, chắc lỏ bể công ty luôn á anh em. Rồi thì đây là vị trí của Quý Hanh nè, Quý Hanh vẽ một người nhưng mà không được, Quý Hồn ngón rồi và gỡ lại được tỷ số rồi nha anh em ơi, nhưng mà còn nhiều trái lắm anh em à. Nhưng mà còn nhiều trái lắm. Rồi thì đây là dân Phú Lùng, dân Phú Lùng trời ơi trời, dân Phú Lùng này biết là nó hết thời rồi nha anh em ơi, nó đá là hết hay như hồi lúc rồi nha anh em. Thì đây là vị trí của Quý Hanh, Quý Hanh chuyền, trời nó chuyện cái gì vậy trời, trời nó chuyện mà mấy thằng này nó nhìn quá khứ đi ha anh em. Nó xúc tụi này hay gì á, hay là nó chuyện tôi cũng biết nữa. Rồi thì bây giờ đây là vị trí của Minh Thành, vô rồi, ôi trời ơi trời, quá non yếu đến từ vị trí của Minh Thành. Rồi thì bây giờ đây là vị trí của Quý Hanh bắt bài rồi, bây giờ là tiếp tục là Quý Hanh vẽ chuyện với dân Phú Lùng. Trời ơi trời, hôm nay tôi nói thiệt chứ anh em hả, tụi này nó đá đúng lỏ luôn anh em ơi. Rồi thì nói chung thì thua là thua mà lấy cái thúng mà đựng trái banh luôn nha anh em ơi. Tôi cũng hiểu sao mà tụi này nó đá kiểu gì nữa nè anh em, nhìn nè, ông nội Phú ổng bắt chớ ông đá trái banh tầm nửa tiếng cho anh em. Trời ơi nó đá một cái ra ngoài, trời ơi tục thiệt chứ. Rồi thì nãy giờ anh em cũng thấy là tụi thua khá là nhiều đúng không. Rồi xong rồi bị mắc banh luôn. Ơi với đây là Phúc Nhân chuyện dân Phú Lùng. Rồi Phú Lê, chú hôm nay Phú Lê ghi bàn nha anh em ơi. Đó, ê, trời ơi trời, anh thấy chưa, mấy thằng U Cần Thơ đá hay lắm nha anh em ơi. Đó thì không biết sẽ như thế nào nữa. Ơi giờ trái dân Phú Lùng trả đũa anh em ơi. rồi thì nói chung là đá qua đá lại nha anh em ơi, thì cuối cùng thì team tôi là thua nhiều nhất anh em à. Lần sau thì tôi sẽ rủ nói chung là mạnh lên nha anh em. Thì anh em nào muốn rủ ai thì anh em comment nha, chứ bây giờ tôi thua quá khứ rồi anh em ơi, cứ đá là thua, có nhiều người đá mệt muốn gần chết chứ không có khả năng mà hắn được team bạn anh em à, khó lắm. Đây là Phúc Nhân nè, rồi Phú Lê, rồi đủ quá hay đến từ vị trí của Quý Hanh luôn anh em ơi. Rồi pha đó ảo như chạy, rồi bây giờ là Quý Hanh, rồi Quý Hanh, rồi dễ sẽ làm như thế nào đây, chuyền cho Phú,
Trời ơi trời, ông nội phun lùn ổng làm cái gì á anh em ơi. Tôi cũng không hiểu phun lùn nó làm cái gì nữa anh em. Rồi bị xúc, xúc cái vô luôn. Trời ơi là trời, muốn nghỉ game luôn anh em ơi. Cái gì mà tem tôi đá gì như bệnh vậy đó anh em ơi. Tem này là tem Free Fire. Tem Free Fire mà vô đá banh là hứ gì mà chịu nổi anh em. Quá thứ rồi anh em. Rồi thì giờ bữa nữa thì nếu mà đạt 10 cái like thì tôi sẽ đi đá giải và đặt cái tên là gì phải không? Free Fire. À, trời gom gì Free Fire đi đá banh ông nội. Kìa, về bóng Free Fire hút lộp ơi. Ê, rồi nó kia xóa clip rồi giờ sao? Cái này mình gom đúng. Ăn nguyên cái húng bệnh luôn. Bốn anh em Free Fire. Ê! Tụi mày lại đây nè ba. Thua kìa, ngồi đâu rồi. Về cái xóa clip không kìa. Mình thua rồi. Thua kìa. Chưa phục không? Nãy tụi mình cũng đồng ý rồi bơi. Rồi về sau clip. Biệt nó may may gũ nó đã lợi. Chỗ kiếm tiếp biệt nó. Mời không có clip kiếm nữa sao? Biệt nó đi mai đó rồi. Gì? Đẹp nó mày. Để mình gom đủ mình nó đá chứ. Nó làm được gì mình đâu mà lo. Đủ mày. Giá banh gom 4 anh em Free Fire. 5 anh em. Free Fire không gì? 2 4 5 cộng đồng Free Fire. Trời là trời mình lé này. Tắm mà giỡn nhẹ chứ mà. Gửi cái nơi. Để về tới xóa clip nha mấy bạn ơi. Đi về đi, nó xó về về ra bộ. Rồi đi, đi nè. Ngày mai tôi qua tới nhà nha. Xó nha. Ừ.